phố đi bộ Hà Nội. 20 km là quãng đường mà tập thể cán bộ nhân viên và đông đảo các y bác sĩ của hệ thống y tế Thu Cúc cùng hơn 1.000 vận động viên không chuyên đã hoàn thành tại giải chạy chuyển động của cặp lái yêu thương do VTV tổ chức. Với ý nghĩa trao cơ hội đi học cho cơ hội đổi đời, giải chạy đã thu hút sự quan tâm của mọi người, mọi lứa tuổi tham gia. Đồng hành cùng giải chạy, hệ thống y tế Thu Cúc tài trợ một xe cấp cứu, một bác sĩ và hai điều dưỡng, luôn sát cánh cùng các vận động viên trên mọi cung đường, trao tặng 5 gói khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho chương trình. Một lần nữa, khẳng định tinh thần trách nhiệm cao đối với các hoạt động xã hội, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thấu hiểu và chia sẻ với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với chuyển động 24 giờ, hy vọng Thu Cúc sẽ là thương hiệu truyền cảm hứng cho tất cả mọi người cùng chung tay xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc chăm sóc sức khỏe trọn đời cho bạn.